Ông muốn Hàn Quốc không? Nhìn đây này. Nụ cô chá. Chấn thành Oppa. Nà nên. Chứ khai lễ. Ồ. Bay đi, bay đi. Ây gô. Ây gô. Có hiểu cái gì không mà cái mặt nhìn như thế? Hay thật đấy. Không hiểu là phải rồi. Tôi đây cũng chả hiểu gì. Chúc mừng bạn. Chân thành đã cười. Chào hai giám khảo. Không biết nói gì hơn là rất là vui sướng khi gặp lại chị. Chị như lãnh cái giải 100 triệu đó thì chị cảm thấy như thế nào? Và khi được mời trở lại gala của chương trình mà những người đặc biệt quay lại thì chị cảm thấy như thế nào? Đúng thật sự là em mừng muốn chết luôn. Đấy, bởi vì là tiền thì là từ ngày đến trừ là chưa biết được kinh được cái cầm nhiều tiền như thế. Mà đến lúc mà trao giải Việt Hương, cô hỏi em một câu là có thích không? Em ngậm ngùi không nói được vì sướng quá. Đấy, cho nên là hôm nay là cũng không biết là được vào cái vòng này. Nên là em chuẩn bị cũng một bộ quần áo. Nói chung nếu như mà biết thì không đem nhiều bộ nữa. Đấy, nhưng mà ở đây thì cái sắc dân tộc của em thì không có. Không thể tìm ở đâu được. Đấy nên em này chơi tiếp bộ này. Rồi, lãnh được 100 triệu. Nhờ ông chồng hôm bữa ông diễn giùm cho một tiểu phẩm. Về ổng có nói gì không? Đoài chia đôi đấy. Ông diễn có một tiểu phẩm mà đòi chia đôi. Nói là hôm trước tôi nói bộ chứ. Bây giờ cháu Hiếu là diễn cùng với em. Thì bây giờ đi bộ đội rồi, không có ai làm chung thì anh làm với em. Thì là bây giờ em đi thì anh đi theo. Thì phải góp công với cánh mạng chứ. Chứ đi chơi không à? Đấy. Mà tự nhiên lãng. Ta diễn bốn vòng, ổng diễn con vòng đồ chia đôi. Thi nha. Dạ, đợi em một tí. Và 60 giây, vòng 1 bắt đầu. Bà Quán ơi, cho em hỏi thăm ấy. Cái đường đi từ đây đến cái nhà thi thách thức danh hài có còn đông cây số nữa không? Trời ơi, đúng chết cha rồi, lần này là bị lừa rồi. Ô, chết cha rồi. Ai còn điện thoại đây? Alo. Em là Lò Thị Phớn đây. À, thế anh ở đâu mà thấy được tôi? À thế à, tôi đang ở chương trình là thách thức tranh hài mà đang đi tìm đường mà đi tìm thách thức tranh hài và chả biết ở chỗ nào, xe ôm mất đưa, ném mẹ xuống đây này. Thế là chung à, với tình hình là mẹ bị lạc rồi, đến lấy mẹ về ngay đi nha. Bây giờ là đang ở chỗ cái cây cột điện ạ, mà có cái đèn xanh đèn đỏ đấy. Đến lấy mẹ về ngay đi, không có là họ bắt mẹ đi sang vừa vùng biên giới là bán mẹ là mất vợ luôn đấy nha. Đến ngay đi. Và như này Dương Thành đã cười bạn vượt qua vòng một nè. Trời ơi, tôi nói cho chị nghe, chị hên đó, vòng này chị hên đó nghe. Là tôi ngồi tôi nghiệm ra, bà rảnh quá mà kêu chồng mà tới đón bà la bà nghe cái cột đèn mà màu xanh màu đỏ ê nguyên cái Sài Gòn này bao nhiêu cây cột đèn trời ơi. Rồi tôi nghiệm ra, tôi tự ngồi tôi cười, tôi bị điên. Sai. Nhưng mà chị duyên dáng lắm. Thì em nói điên thì Trấn Thành mới phải cười. Chị Dân ơi. Dạ. Ở vòng này em chưa có cười là vì em bị đặt nặng nhiều về chị quá. Cái hy vọng em cái vòng kia đó chị làm cho em đã quá. Em chờ nhiều nha. Nhưng may cho chị Trấn Thành đã cười ở những giây cuối cùng. Bây giờ chị bước vào vòng 2 phải cực kỳ duyên dáng lên nha. Dạ. Dạ, mời chị. Vòng 2 nha, tâm lý thoải mái và 60 giây bắt đầu. Ông Trấn Thành, từ ngày mà bố mẹ tôi là gả tôi cho ông, tôi là một con người lành lặn. Mà đến khi mà là tôi lấy ông về, tôi trở thành một con người tàn tật. Đấy, ông chở tôi đi cái quan xe máy đó, ông làm bằng mất 3 con răng của tôi, lại còn làm thoạt của tôi mỗi một chân nữa. Đây này, còn một chân nữa ông làm thoạt nốt đi. Đó, ông làm thoạt nốt của tôi đi. Tôi nói cho ông biết, ông tưởng à, tôi thấy ông đẻ trai bảnh bao, thông minh, nhanh nhẹn, giàu sang vô quý, nên tôi là cũng muốn gửi gắm với ông mấy đứa con để ăn cũng thông minh giống như ông. Đấy, nhưng mà Việt Hương có biết không, trời ơi, cái thằng con trai đâu là chị Ấn lại còn dốt kinh khủng luôn. Đấy, 3 năm lớp 1 còn chưa thoát được. Nó khổ muốn chết, đúng là chiều khi chị buồn chị muốn chết quách đi cho chồng. Nhưng vì mấy con lợn thì chị mau lớn quá nên chị chưa chết được em ạ. Trời đất ơi, bà là chị ơi, con ngu thì bà muốn chết. Nhưng vì mấy con lợn thì chưa chết được. Chị Dân,
Chị đã vượt qua được vòng 2 và hai danh hài đã cười ở giây cũng cuối cùng là còn 6 giây nữa là kết thúc thời gian. Chị Dân ơi, duyên rồi đấy. Bắt đầu duyên lấy rồi lại đấy. Phong độ rồi đấy nha. 6 giây. Nói chung là dần để dần lên. Dần có dần để dần dần tiến tới gần chúng tôi. Tiếp tục đi chị Dân. Vòng 3. 60 giây cho chị Dân bắt đầu. Ông Chánh này, ông lấy tôi được mấy mặt quan rồi ông có biết không? Mà ông dám dẫn Việt Hương đi sang tận Hàn Quốc để đi chơi. Ông trốn mà. Ông trốn ông có đi đến tận Hàn Tráng tôi cũng đến tới nơi đó thì tôi tìm nó lấy ông về bằng được thì thôi. Đấy, ông muốn Hàn Quốc không? Nhìn đây này. Nụ cô chắc. Chấn Thành Upa. Nà Ninh. Chứ khai lễ. Ồ. Bay đi, bay đi. Ây gô, ây gô. Có hiểu cái gì không mà cái mặt nhìn như thế? Hay thật đấy. Không hiểu là phải rồi. Tôi đây cũng chả hiểu gì. Chúc mừng bạn. Chân Thành đã cười và bạn vượt qua được vòng 3. Bà rắn. Bà oppa, bà yêu ông gà gù gà. Bây giờ tôi cũng chả hiểu gì. Em nghĩ là Chân Thành với Việt Hương trẻ giỏi cái ngoại ngữ. Với các bạn ở đây nhiều người giỏi lắm nhưng em nói sai hết lại biết cười. À giỏi. Cái này là ứng biến đấy chứ không phải là trong kịch bản đâu, đúng không? Dạ mới vừa tối hôm qua không ngủ được. Không ngủ được. Nên hôm nay cái mặt em ăn cũng phai tợn. Phai dần à? Ừ. Mất ngủ. Cái mặt dần đã phai dần à? Dạ. Này chị, thế mấy lửa rồi? Không hiểu, mày nói rõ ràng ra. Mấy con mày... rồi. À mấy con, mày nói mấy con chứ nói mấy lửa thì ai mà biết. Em mà không tra nên mà nói thật. Nói quan thì nói quan, mà lửa là lửa thì em trả lời lửa đấy. Em là nói thật là em có hai thằng con gì. Sai. Hai đứa gái. Tại sao hai thằng con? Hai con rể có nghĩa là có hai đứa gái rồi, sau này sẽ có hai thằng con rể. Này ghê thật nhỉ. Ừ. Ghê thật đi. Này nói chung là chị cũng phải hiểu nhá. Thời buổi bây giờ tiến bộ lắm. Các cháu nó phải hơn cha. Biết đâu nó lại... Đấy, nó lại có sở thích. Siêu tầm thì sao? Không. Không hả? Nó là do người vợ thôi. Chủ yếu là người vợ là giữ gìn hạnh phúc gia đình là người vợ. Chồng cần cái gì thì mình đáp ứng cái đó. Đấy. Đó nào. Nói thật, mình không đáp ứng được là đi lung tung. Nhưng mà mình phải làm ra ngắn cũng phải có duyên với chồng nữa thì mới được. Đâu đi thế nào là có duyên đâu. Ồ đừng ở trên đây thiện muốn chết đi ai mà làm được. Duyên. Từ bữa tới giờ tôi chỉ nghe là chị nói to tiếng. Rồi chị nói ảnh chị chưa nói câu tình cảm. Thế nói chung là em nói như thế này. Thì sao anh không ngủ được à? Đấy. Thì là mình thì biết chung không ngủ được là mình phải biết rồi. À. Trời ơi. Mình chung không ngủ được là mình phải biết đi. Cứ nói chung không ngủ được là biết rồi. Đó. Nói chung là mình phải hiểu được cái tâm lý của người chồng. À. Bác quan ơi hiểu không? Căng. Vụ này căng. Chị là biết sao, chị là hiện tượng ấy. Là cái duyên của chị nó chả cố gắng. Người ta là người ta phải làm một cái gì đấy kiểu như là rất là khó ấy, phải luyện tập hay kiểu gì. Chị thì chị em chả biết em phải xếp chị vào cái thể loại gì mà nó duyên tự nhiên, nó cứ phọt ra thôi, thế mà cứ phọt ra thôi, rất là duyên. Vòng 4. Chị mà cứ lại ông Chấn Thành là tôi chết ngay. Vòng 4 và 60 giây bắt đầu. Anh Chấn Thành. Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng 4 vô cùng dễ dàng. Thảm hại. Thảm hại. Diễn tặng tụi em đi. Chị đã thành công diễn tặng tụi em đi. Ok luôn. Anh thế này. Anh mới trai em có mấy tháng nay thôi mà nhìn cái con người anh trông hẹp lại rồi. Cái người cũng phai tợn lắm. Mà nhìn cái mặt thì mọc nhiều mụn nhiều nhọt lắm. Hay là vì chính con ấy con nhái vào người rồi đấy. Em đã nói với anh rồi. Nếu như muốn đi với con Vía thì phải đeo khẩu trang vào. Đấy. Mà anh có biết cái bệnh ết bệnh nhái là lây qua con đường nào không? Em nói cho mày biết luôn nha. Cái bệnh ết là lây qua ba con đường. Con đường thứ nhất
là con đường là đường máu. Con đường thứ hai là truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai. Còn con đường thứ ba, nói chung là hơi khó nói, nhưng mà vẫn phải nói để cho anh rút kinh nghiệm, để cho anh mà phòng trừ ấn. Đó là con đường tập thể dục. Trời ơi bà duyên quá. Có ai mà nghĩ ra cái chuyện đó mà phải dùng từ tập thể dục. Trời ơi, xuất sắc, duyên dáng. Đây là một đóng góp rất to lớn cho y khoa của nhân loại. Chúc mừng chị. Cho đến thời điểm này chỉ có hai chữ dành cho chị thôi, đó là vi diệu. Chúng em ghê lắm đấy. Hôm tối hôm qua về lúc nào cũng nhắc Trấn Thành, nói là cứ nói đến Trấn Thành là như là mèo thấy mỡ. Em tức lên, em ca luôn một bài vòng cổ. Thành ơi, vậy là anh đã... Đừng đừng, thị phải thi. Bài vòng cổ cuối cùng phải để thi, đúng không? Không, em có bài thi riêng của em rồi. Trời ơi, nói chi cho bị mừng nhục vậy. Tôi lại không ca bài đó nữa, tôi ca bài khác. Rồi dập nữa. Rồi hát đi. Tôi lại ca cái bài là coi như là nói là chúng tôi là game đấy Trấn Thành nha. Ừ. Tôi tức mình tôi làm luôn. Ông ơi, người ta nói lửa gần dâm thì một giây cùng bên. Thì tôi xin ông để cho tôi lân la với Trấn Thành một giây cho sáng quái tâm. Người ta nói chồng người ta thì trắng trẻo đẹp trai, còn chồng mình thì nu cóc nu rùi đài chân. Cho nên tôi mới thích người ta. Tôi thấy ông xấu, ông xí nên tôi mới chẳng cần đến ông. Chị dễ thương quá. Giờ làm sao? Kêu ông nhường chị cho tôi đi. Hôm qua sáng nay em dậy em cũng mới sáng tác được một bài hát đấy chứ. Em định diễn nhưng mà em sợ không cười. Đi hát, nên... hát tặng được đúng không? Ok, tặng luôn. Trấn Thành, Việt Hương. Một hôm không gặp, tưởng tình đã cũ. Hôm nay sang thăm, tình lại mới tinh. Hương ơi, Thành ơi, tình này trao hết. Vẫn động trong tim, Trấn Thành Việt Hương. Đấy. Em mới sáng tác sáng nay đấy. Lại thông minh. Này, bà vừa hát xong bà cứ như bổ vào mặt người ta đấy. Bà phải để cho Trấn Thành như thế, Trấn Thành nó tận phút chót. Bà lại là thành tâm không bền vững. Quen mồm rồi. Quen gì? Chung ở nhà là hay là đi ra chợ buôn dưa lê. Để chợ buôn dưa lê. Chợ buôn dưa lê. Một ngày là coi như là đi chợ phải là buổi sáng thì mất 2 tiếng. Nói chung là thỉnh thoảng cứ nói vui vui là bọn nó cứ đứng lại là nói chuyện vui là cho nó cười. Nó đứng lại là nửa ngày luôn đúng không? Đấy, hôm đi mua ăn sáng cho chúng em kể cho mọi người nghe. Thì chúng ở nhà là làm mệt muốn chết, đi 8 rưỡi mới về. Thế là bữa đời mua đồ ăn sáng về là tụt hết cả huyết áp rồi. Thế thì anh vào là ăn đi. Không có là lấy đuối. Thế là rửa tay vào chả thấy bánh ở đâu. Em quên mẹ ngoài chợ. Trời ơi, con mẹ vợ. Trời đất ơi. Trời bà sao? Tám, bà tám mà nó quên luôn bất chấp tài sản. Bỏ luôn cái bịch bánh ngoài chợ. Rồi chồng có làm gì không? Chồng có nói gì không? Không, ngoài là cũng nói chung là cái kiểu của em như thế rồi. Em không nói thì cũng không bỏ được. Bực chấp. Bây giờ nha, không khí nó đang nóng dần lên. Chị đang là tâm bão nha. Chị đi đâu là chị coi như là quét đến đấy nha. Thì bây giờ thừa thắng xông lên. Vòng cuối cùng 150 triệu đang đợi chị. Chị yêu chị lắm. Chị đã vượt qua 4 vòng. Chúng em đã để sẵn cái bảng 150 triệu cho chị.
về Thanh Hóa cộng với 100 trước là 250 triệu. Cả một gia tài, có thể cả đời người họ không cầm được số tiền đó. Tụi em yêu chị, khán giả yêu chị, và ban tổ chức cũng nói với chúng tôi là một người xa xôi lặn lội đến như thế này, cho nên yêu chị rất nhiều, mở lòng rất nhiều để dành cho chị, để chị bước vào vòng 5 với một điều kiện. Trong tất cả tiểu phẩm của chị đã nghĩ ra, tiểu phẩm nào phải cực kỳ thông minh, vì hai người chúng tôi được đặt cách ngồi đây không phải chuyện dễ dàng để chị lấy 150 triệu đâu. Chị Lê Thị Dần có vượt qua được vòng 5 và giành giải thưởng cao nhất 150 triệu đồng. Đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút nữa. 60 giây, vòng 5 và 150 triệu. Thời gian bắt đầu. Anh Trấn Thành, anh nhìn thẳng vào mắt em đi. Anh nói với em một tiếng là có còn yêu em nữa không? Nhìn cái một hột mặt của anh biến dạng là em biết ngay là anh không thương yêu em nữa rồi. Anh chê em có đôi mắt bắn nỏ đúng không? Em nói thật, mắt em mà không lé thì cái làng này cũng không ai đẹp hơn em. Nhưng mà anh ạ, em cũng chả sống được mấy nữa. Hôm vừa rồi em đi bệnh viện, bác sĩ khoa chúng khám cho em, nói là cái tim gan phổi mật của em đã biến dạng hết rồi. Bác sĩ phỏng đoán là em bị bệnh ung thư tóc. Đó. Mà đến bây giờ là đến cái giai đoạn 7 rồi. Huyết áp thì tăng cao, coi như là cứ 220 kW. Đấy, bác sĩ kéo mãi cũng không xuống được anh ạ. Thôi thì trước khi chia tay thì anh cứ cười đi. Cười nhưng mà cười tử tế vào, đừng có cười như thế, răng mới nhe ra như thế này này. Chứ cười mà khít như thế người ta lại biểu anh là tí bò cứt sắt. Đấy, anh là cứ phải cười thoải mái lên đi, anh để cho em ra về hai bàn tay trắng à. Thời gian rồi. Rất tiếc, giám khảo Trấn Thành chỉ còn khoảng 2 giây nữa thôi là bật cười. Chị Dần biết không? Và giải thưởng là 5 triệu đồng. Chị ơi, đó là cái tờ 5 triệu của chị Việt Hương. Riêng em tặng chị danh hiệu hiện tượng của chương trình. Rung lắm hả? Hay sao? Chị rung hả? Rung không? Hay sao? Không, em cũng tiếc bởi vì là em cũng được 100 triệu. Dễ thương quá. Chị biết em muốn cao như chị lắm 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 lắm. Cười miễn chi cho đến cười khoái chi. Được rồi. Khi một trong hai nhân vật tươi cười.